Chúng ta bắt đầu bằng cái việc chúng ta sẽ tổ chức cái hệ thống tài khoản. Chúng ta vào khai báo tài khoản và hệ thống tài khoản. Ở đây trong một cái mô hình của một cái công ty là cái công ty về sản xuất sản phẩm vừa xây dựng. Thế các bạn sẽ tổ chức cái hệ thống tài khoản như nào? Cách hay nhất là các bạn tổ chức theo cái mô hình của cái công ty. Ở đây trong cái công ty này là công ty vừa sản xuất và vừa xây dựng, vừa kinh doanh thương mại. Thì các bạn lưu ý là đối với công ty kinh doanh thương mại các bạn không phải làm cái gì trong phần mềm trong 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 cái tổ chức lại cái hệ thống tài khoản. Trong đấy có một cái tài khoản 112, các bạn lưu ý là chúng tôi sẽ để ở cái chế độ theo dõi theo từng tài khoản ngân hàng. Các bạn kích đúp vào đây, các bạn đã nhìn thấy ở chỗ theo dõi tài khoản ngân hàng này. Và các bạn không phải mở thêm những cái tài khoản mà cho từng ngân hàng ở đây, mà nó sẽ được theo dõi trên tài khoản ngân hàng. Khi các bạn hạch toán liên quan đến tài khoản 112 thì nó sẽ hỏi các bạn sẽ phải vào cho tài khoản ngân hàng nào. Ví dụ chuyển đi chuyển đến. Thì cái phần tài khoản ngân hàng tôi sẽ nói sau. Các bạn vào đây đối với cái mô hình này chúng ta nên tổ chức cái tài khoản theo cái hình thức này. Chúng ta sẽ mở tài khoản 154 cho sản xuất. Thêm một cái tài khoản 1541 và tài khoản tổng hợp của nó đương nhiên là 1541. Các bạn nhìn thấy cái hệ thống bên này là theo dõi theo cái mục này. Các bạn nhìn thấy có khoản mục phí này. Cái này chính là cái mà quyết định cái việc mà khi các bạn hạch toán về đến cái tài khoản 154 là nó đảm bảo cái việc các bạn không bao giờ bị sai lệch giá thành, không bao giờ có khái niệm là phát sinh ở giá thành nó thiếu mà lại bên bảng cân đối phát sinh nó thừa cả. Như vậy các bạn sẽ không bao giờ bị cái trường hợp là hạch toán thiếu giá thành. Chúng ta sẽ lưu vào thêm mới một cái tài khoản nữa 1511. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ ghi cái tài khoản này là dành doanh dở dang bán thành phẩm. Ở đây là 1541. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái tài khoản 1542 nữa. Nó là tập hợp cho cái thành phẩm. Cái thành phẩm này khi là các bạn làm nhập kho, các bạn lưu ý là nó sẽ được ghi nợ tài khoản 155 và có tài khoản 1542 nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở tiếp một cái tài khoản 2 là dở dang công trình. Công trình các bạn nhé. Cái này nhằm mục đích là để tập hợp chi phí cho công trình. Thế các bạn lưu ý là cái này nó phân biệt rõ ràng để các bạn làm việc. Đó là cái này hạch toán cho tập hợp toàn bộ chi phí dở dang cho sản xuất, cái này tập hợp toàn bộ chi phí dở dang cho công trình. Trong các cái trường hợp nữa chúng ta sẽ còn tổ chức các cái tài khoản, thì các bạn lưu ý là những cái tài khoản này theo cái ý của các bạn hoặc là cái mô hình quản lý của các bạn cần như thế nào các bạn có thể mở thêm. Cái này đối với cái tài khoản cấp 1 và cấp 2 thì nhà nước quy định là không được thay đổi, nhưng đấy là tài khoản cấp 3 các bạn có thể thay đổi. Và các bạn nhìn thấy ở đây có cái cột này là cột tính chất thì nó quyết định cái việc là các bạn để cái tài khoản này nó có công nợ hay không, tức là lưỡng tính hay không nhé. Thế xong là chúng ta đã qua được cái phần khai báo cái tổ chức cái hệ thống tài khoản.